Thưa quý vị và các bạn, thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào các dân tộc ở miền núi. Nghề dệt thổ cẩm theo đó được giữ gìn và lưu truyền qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ trong gia đình, trở thành một trong những biểu trưng để biểu đạt văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn những sắc màu độc đáo của thổ cẩm và câu chuyện gìn giữ nét văn hóa đặc sắc này ở hai huyện vùng núi phía Tây của tỉnh Quảng Trị. Sau một thời gian chăm chỉ học tập, đến nay, những sản phẩm đầu tiên của lớp học dệt thổ cẩm ở xã A Bung dành cho các bạn thanh niên đã ra mắt với mọi người. Lớp học có gần 20 thành viên được hình thành dưới sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và tổ chức Plan. Từ những ngày đầu ngỡ ngàng, nay các công đoàn kẻo sợi, xe chỉ, tạo hoa văn được các bạn trẻ ở đây thực hành rất thuần thục. Ngắm nhìn những tấm thổ cẩm ở đây khiến mọi người như lạc vào thế giới của những sắc màu huyền tích ảo diệu, kết nối hài hòa nhịp nhàng như giai điệu của cồng chiêng. Thổ cẩm ở đây thì người dân tộc của mình rất là quan trọng. Nó là mang ý nghĩa vừa là linh hồn của người dân tộc, bắt buộc mỗi người đều phải có một cái tấm thổ cẩm ở đây. Giống như mình đang cầm á, mỗi người sinh ra là phải có một cái tấm riêng, đó là mình nói là của giang. Mỗi người sinh ra là phải có giang, mà giang là phải có thổ cẩm. Đó là thứ nhất. Mà thứ hai nữa là khi đến khi lễ như A Gia với A Riêu Pin, bắt buộc là mỗi người dân, mỗi thành viên trong gia đình, kể cả nam, cũng phải có, vì đó là truyền thống của mình. Thổ cẩm được biết đến là một trong những loài vải được đặt thủ công với những hoa tiết, hoa văn độc đáo nổi lên trên bề mặt vải được thêu. Các hoa văn, hoa tiết trên vải thổ cẩm thường mang hơi hướng nét truyền thống của các vùng miền, dân tộc. Do đó, mọi nơi, mọi khu vực khác nhau đều sẽ mang đến những sản phẩm vải thổ cẩm riêng biệt. Nguyên liệu chủ yếu được sử dụng để dệt thổ cẩm chính là các sợi bóng, sợi lanh được lấy từ trên rừng, gai đã được nhuộm sẫm. Các hoa văn để dệt, chỉ dệt cũng được nhuộm bằng phẩm màu tự nhiên, cho ra những sản phẩm truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Thì tôi là sáng tạo thế nào đó để là cái dệt mà đỡ vất vả hơn, với là năng suất. Vì công như thế này thì nói chung thì nó hơi công cành một tí, nhưng mà cái dệt là thì hẳn đỡ mất công, đỡ mất thời gian. Đó, cho nên tôi là để nghĩ ra giúp cho là đồng bào, giúp cho là thì nghệ nhân dệt á là cái tiền sang cái khung ngoài ghế. Đó, là nói chung nghệ nhân ở Quảng Trị thì cũng rất là nhiều nghệ nhân. Cái dệt vải á, đặc biệt ở A Bung ở đây là một cái làng nghề từ lâu rồi, nhưng mà chưa ai nghĩ ra cái dệt được cái hoa tiết dính hạt cườm, hoa tiết như thế này mà dệt được khủng như thế này là chưa ai nghĩ ra. Đó, thì tôi nghiên cứu thì mấy chục năm nay rồi để dệt ra cái dệt như thế này, dệt giang, gọi là dệt giang á, dệt được cái khung ngôi ghế như thế này. Nghề dệt thổ cẩm đã có từ lâu đời tại các dân tộc miền núi. Tuy nhiên, ban đầu chỉ hoạt động với mục đích sử dụng riêng của các gia đình, không tính đến việc buôn bán rộng rãi. Các sản phẩm chủ yếu chỉ là khăn choàng, xà rông, vải trang trí ở trong chùa, sử dụng trong các bia đình hay các nghi lễ tôn giáo đặc biệt. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi xu hướng thị trường thời trang ngày càng thay đổi, thêm vào đó, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, kinh tế mở cửa đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các ngành đi lên. Trong đó có nghề dệt thổ cẩm. Thì riêng đối với thổ cẩm thì thực sự đó là một nét đẹp, một nét văn hóa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của người đồng bào Bắc Cô. Với vai trò là tổ chức hội thì cũng như là tổ trưởng của cái tổ hợp tác hôn thổ cẩm, thực sự rất là vui, cũng như là thực sự không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Thực sự rất là cảm ơn dự án đã tạo điều kiện hết sức giúp đỡ cho chị em để bảo tồn cái nét đẹp, nét văn hóa của người đồng bào Pa Co, cũng như là cải thiện cuộc sống của chị em. Tại hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, nghề dệt thổ cẩm qua thời gian dần được khôi phục trở lại, vượt qua khỏi khuôn khổ làng bản. Những tấm vải được dệt công phu của những phụ nữ vùng cao đã vươn lên,
bay xa đi khắp nơi trên thế giới, trở thành hàng hóa xuất khẩu, là sản phẩm thời trang được ưa chuộng bởi tính độc đáo, thân thiện với môi trường, đậm đà bản sắc dân tộc và góp phần tạo sinh kế bền vững cho nhiều gia đình. Nhắc tới thổ cẩm, người ta nghĩ ngay tới nét giá trị văn hóa giúp phân biệt sắc thái giữa các dân tộc trên mọi miền tổ quốc. Dệt thổ cẩm không chỉ đơn thuần là đồ dùng mà còn là sản phẩm văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Thông qua trang phục truyền thống, người ta có thể nhận biết xu hướng, khả năng sáng tạo, thẩm mỹ của mỗi cộng đồng văn hóa. Trang phục truyền thống của các dân tộc rất phong phú về mẫu mã cũng như chủng loại. Mỗi bộ trang phục đều có màu sắc, đường nét, hoa văn trang trí riêng biệt, thể hiện quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan sâu sắc trên từng sắc vải. Đây là di sản văn hóa quý giá, cần được bảo tồn và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 10, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn làm phim phóng sự và phim tài liệu tại thành phố Đông Hà. Nhân dịp này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ ưu tú Vương Khánh Luông. Với vai trò là đạo diễn kiêm quay phim của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, nghệ sĩ ưu tú Vương Khánh Luông đã thực hiện hơn 100 bộ phim tài liệu, phóng sự. Trong đó, nhiều bộ phim tài liệu đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người xem, như bộ phim Tiếng Vĩ Cầm ở Mỹ Lai, Chín Năm Hùng hay Đất Tổ Quê Cha được quay ở Quảng Trị vào năm 2008. Nghệ sĩ ưu tú Vương Khánh Luông, ông có thể chia sẻ về cái chặng đường nghệ thuật của mình cũng như những cái cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của ông. Mình có một cái điều đặc biệt là khi mình sinh viên năm thứ ba trường điện ảnh thì mình đã được điều đi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Đấy là cái điều tự hào nhất, cái cột mốc đầu tiên ở trong sự nghiệp của mình. Bởi vì là lúc ấy mình mới có 20 tuổi, trở thành một người quay phim mặt trận và được tham gia một cái chiến dịch lớn nhất trong lịch sử của cái dân tộc mình, được trải qua tất cả những cái thăng bậc tình cảm, những cái cảm xúc rất là mạnh khi mà chúng ta đã giành được chiến thắng và thống nhất đất nước. Đấy là cái cột mốc đầu tiên. Sau đó thì trong cái sự nghiệp làm việc của mình thì nó có rất nhiều những cái diễn biến, và cái quan trọng nhất là cái nghề làm phim tài liệu ấy luôn luôn được tiếp cận và tiếp xúc tất cả những cái sự kiện lớn của đất nước. Vâng, chắc chắn rằng mảnh đất Quảng Trị có ý nghĩa rất đặc biệt đối với ông. Vậy thì Quảng Trị quê hương nó tác động như thế nào đến cái phong cách sáng tạo nghệ thuật của ông ạ? Thực ra là mình rất tự hào mình là người Quảng Trị. Một cái mảnh đất rất là oai hùng, một cái mảnh đất thực sự thì bên ngoài thì cái mùa nắng thì các bạn hình dung ra nó rất là khô cằn. Tuy nhiên cái tâm hồn của người Quảng Trị thì rất là đặc biệt. Ở đây cũng sản sinh rất nhiều những cái nghệ sĩ, những cái nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Và cái điều đó nó có ảnh hưởng đến bản thân mình, đặc biệt là trong cái sự nghiệp sáng tác. Cái cách nhìn của cái người Quảng Trị đối với những cái sự kiện xung quanh, đối với những cái biến đổi xung quanh, nó cũng có một cái gì đấy rất là đặc biệt. Cái nhìn của, từ cái vùng đất rất là khó khăn, một cái nơi mà hy sinh một cái khủng khiếp như thế. Và khi mà đất nước thay đổi thì bản thân Quảng Trị cũng có những cái thay đổi rất là lớn. Và bây giờ tôi rất vui khi mà quay trở lại Quảng Trị, mình thấy Quảng Trị nó rất là đẹp. Quảng Trị rất là đẹp và tôi vẫn luôn luôn tự hào mình là người con của Quảng Trị. Vâng, vậy ông có thể chia sẻ những cái tác phẩm của mình góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Quảng Trị. Tôi đi làm phim rất là nhiều nơi, làm rất là nhiều phim về và những cái con người ở một cái mảnh đất khác. Nhưng mình chợt nghĩ tại sao mình không làm phim về quê hương mình. Chính bản thân quê hương mình là cái nơi mà có rất là nhiều đề tài hay, những cái nơi mà đã chịu đựng tất cả những cái đau khổ trong chiến tranh. Tại sao chúng ta lại không làm? Và tôi đã quay về đây, tôi làm hai cái bộ phim về những người đã sống ở trên cái mảnh đất Quảng Trị này. Tôi làm về những cái đứa con của những người lính ở phía Bắc họ vào, và họ có con với những người phụ nữ ở chính mảnh đất Quảng Trị này, và rồi họ tìm lại cái quê cha đất tổ của mình. Đấy là một cái câu chuyện rất là xúc động. Và khi mình tiếp cận được với những cái nhân vật như vậy thì mình mới thấy tâm hồn những con người ở đây họ rất rộng mở. Họ rất rộng mở. Và bản thân các bạn là những người rất là bao dung, những người có thể là tha thứ, chấp nhận hết những cái gì mà cái chuyện của quá khứ, và họ hướng tới một cái tương lai nó tốt hơn.
Cái đề tài thứ hai là đề tài về những người lính đặc công K10 Quảng Trị. Đây là một cái tiểu đoàn anh hùng của tỉnh đội Quảng Trị. Họ đã có một cái chiến công rất là lớn và được phong đơn vị anh hùng. Rồi bây giờ thì cái đơn vị ấy họ đã giải thể. Tuy nhiên những người lính còn lại họ luôn luôn đau đáu một cái điều là họ tìm lại những người đồng đội của họ đã hy sinh. Và trong cái bộ phim đấy thì tôi nói rất là nhiều về những cái người lính, kể cả Quảng Trị, kể cả ở những địa phương khác, họ đang cùng chung nhau để mà tìm được những cái người đồng đội của họ đã nằm lại ở trên cái mảnh đất Quảng Trị này. Vâng, trong những chuyến về thăm Quảng Trị chắc chắn để lại trong ông rất nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Vậy thì mỗi lần trở về, kỷ niệm những cái cảm xúc của ông như thế nào? Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất nó không phải là hình thức bên ngoài thay đổi, mà bây giờ hòa bình nó đã đến đây cũng một thời gian tương đối dài rồi, cho nên là cái câu chuyện về chiến tranh nó dần dần nó sẽ qua đi. Nó làm nguôi ngoai những cái nỗi đau của những cái người mà đã từng chịu đựng của cả hai phía. Và đặc biệt là những người phụ nữ, tôi trong cái tác phẩm, những cái tác phẩm của tôi rất là quan tâm đến những người phụ nữ mà những người người ta chịu đựng thiệt thòi nhất, đặc biệt là trong chiến tranh. Thì tôi mong rằng các chị, các bác, các cô có thể một lúc nào đấy chúng ta sẽ nguôi ngoai bớt những cái nỗi đau mất người con, mất người chồng, rồi là mất mát rất là nhiều thứ. Rồi bản thân cái thành phố nó thay đổi, những cái phong cảnh ở đây nó rất là đẹp, mà càng ngày nó càng dần nó đẹp lên, nó giống như cái dòng sông của mình, càng ngày nước càng trong, nó làm cho mình cảm thấy nó nhẹ nhõm, cảm thấy nó thành thơi hơn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vương Cảnh Luông đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa Quảng Trị kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.